我们今天的活动就只有我们今天的。Cháu cũng được toàn nguyện thì cảm giác thì làm mẹ thì cũng rất chi là buồn, nhưng mà các thầy cũng có tư vấn là nếu như cháu đầu được vào trường thì cháu đang còn có cơ hội nữa là cháu thi bên chất lượng cao thì cháu sẽ được học những cái khóa mà cháu yêu thích. Đi xuống mà đợi đi. Hôm nay là ngày cuối nên là em mới dám đi nộp, thì em nộp vào khoa khoa POHE ạ, khoa các chương trình ứng dụng. Là bây giờ là vừa hạ bảng điểm xuống xong là mới, nhưng mà mới cập nhật đến 11:30 ạ, thì nó là 29,25. Em thấy các bạn vẫn nộp nhiều và các bạn chuyển khoa vẫn chuyển nhiều nên là em không biết là như thế nào, nhưng mà bây giờ chắc không kịp nữa. Và em quyết định là thôi, bây giờ coi như là đánh bạc thôi ạ. Lúc trước khoảng tầm trước cách đây nửa tiếng ạ, là em hoảng loạn luôn ạ. Bởi vì em thấy có người các bạn bảo là ôi dồi ôi, nó lên 30-31 rồi. Em được có thấy là em thừa có 0,25 điểm, em sợ quá, em định rút nhưng mà mẹ em bảo là bây giờ rút thì chạy sao không kịp. Khẩn trương đi ạ. Bây giờ đã là 4 giờ rồi ạ. Em được 2,5 điểm và em đăng ký vào ngành kinh tế ngân hàng. Em còn thừa 0,25 điểm. Và vẫn đang trong ngưỡng an toàn. Em thấy kỳ thi năm nay mệt mỏi. Lúc này sắp hết thời gian rồi mà vẫn phải đến điều chỉnh hồ sơ. Em chờ sáng đến giờ thì thấy mệt.